Thưa quý vị, những ngày qua, cá lại tiếp tục chết ở nhiều khu vực sông Hồ tại các đô thị lớn tại Hà Nội. Từ hôm qua cho đến sáng nay, thì người dân ở khu vực đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bất ngờ phát hiện cá chết hàng loạt suốt dọc con mương kéo dài hơn 1 km. Từ cá to đến những con cá nhỏ, bỗng dưng chết hàng loạt. Không chỉ ở một khu vực, mà rải rác dọc con mương hơn 1 km đều xảy ra hiện tượng này. Suốt 2 ngày qua, cư dân ở lô biệt thự BT04, khu đô thị Việt Hưng không khỏi băn khoăn trước tình trạng cá chết bất thường chưa từng có ở đây. Tại sao cá nó chết nguyên nhân như nào, là do nguyên nhân cái ô nhiễm nước hay sao ấy? Thế nên nó chết hết cả một loạt cả bờ mương này. Đầu tiên là ta kia. Xong đi tuần ra đằng này cũng chết, ta cuối đằng kia cũng vẫn chết, chết một lượt. Đây là cá tự nhiên, tự có ở đây, chứ không ai thả ở đây cả. Người dân ở đây vẫn buổi chiều vẫn ra câu cá. Và cho đến sáng ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay thì lượng cá ở kênh mương này đã chết rất là nhiều. Thì không hiểu nguyên do là vì sao. Theo tìm hiểu của phóng viên thì đoạn mương này là nơi tiếp nhận nguồn nước sinh hoạt của một bộ phận dân cư khu đô thị Việt Hưng, một trạm y tế và một phần từ phía cánh đồng phường Giang Biên. Tuy nhiên, theo người dân, chỉ khi nào mưa, nước từ cánh đồng mới tràn sang. Gần đây khu vực này không có mưa, cộng với đang mùa gặt, cánh đồng không có nước. Người dân nghi ngại do nguồn nước sinh hoạt có vấn đề, hay là do có sự tác động bởi một nguyên nhân bất thường nào gây ra hậu quả này? Một là mọi người nghĩ là cái nước thải sinh hoạt, hai là do cái nước thải của cái gần đây có một nhà máy riêng, thì mọi người đang nghĩ không biết có phải là cái nước thải ở nhà đấy ra đây khí không, thì và mọi người vẫn đang đặt câu hỏi. Những hiện tượng cá chết ở nhiều tỉnh thành diễn ra liên tiếp khiến người dân cả nước nói chung, người dân Việt Hưng nói riêng thực sự lo ngại về mức độ an toàn môi trường sống giữa thủ đô.